Với mục tiêu xóa 100% nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, cận nghèo và người có công trong năm 2024, các địa phương đã tích cực vào cuộc, đồng thời có những cách làm hay sáng tạo nhằm giúp cho các hộ khó khăn đều có nhà ở an toàn, ổn định. Trên địa bàn huyện, nhiều gia đình không chỉ khó khăn về nhà ở mà còn khó khăn về đất ở, đã được huyện hỗ trợ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để xây nhà mà không mất bất kỳ chi phí nào. Anh Huy không may bị tai nạn lao động, con gái lại thường xuyên đau ốm, thu nhập của gia đình chủ yếu trông chờ vào tiền lương làm công nhân của vợ. Căn nhà tạm bợ trước đây của gia đình đã xuống cấp trầm trọng. Năm nay, được địa phương hỗ trợ tiền xây nhà nhưng gia đình lại chưa có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Thấu hiểu hoàn cảnh đó, cấp ủy chính quyền địa phương đã đến vận động bố mẹ anh cho tặng đất và hướng dẫn gia đình chuẩn bị các thủ tục tách sổ. Đến nay, ngôi nhà khang trang rộng 100m² đã dần hoàn thiện. Đặc biệt hơn, gia đình anh đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất khiến anh vô cùng xúc động. Nhà nước sắp xếp hỗ trợ cho tôi cái tiền để thêm thắt và làm cái công trình nhà tôi, hỗ trợ chi phí, thủ tục là làm sổ đỏ. Tôi rất là phấn khởi, từ nay này tôi nhà cái cửa làm nó cũng ổn định rồi thì tôi cũng cố gắng để làm ăn cho nó phát triển kinh tế cho tốt hơn. Bản thân mắc vấn đề về tâm thần, lại một mình nuôi con nhỏ, chị Nhung được bố mẹ cho đất nhưng gặp vướng mắc trong quá trình tách sổ. Chính vì thế mà tiến độ xây nhà đại đoàn kết cũng chậm hơn. Nắm bắt được thông tin, địa phương đã đến hướng dẫn cụ thể giúp gia đình nhanh chóng hoàn thiện giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Cán bộ cho thôn bản thì như trưởng bản, như cả bên công tác mặt trận của bản thì cũng rất nhiệt tình tách thửa sổ cho cháu và không mất một chi phí gì cả. Trong tổng số gần 240 hộ gia đình khó khăn về nhà ở trên địa bàn huyện được hỗ trợ xây mới và sửa chữa trong năm nay, có 12 hộ gia đình gặp khó khăn về đất ở. Đối với những hộ đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, địa phương đã và đang khẩn trương hỗ trợ để các hộ đủ điều kiện làm nhà. Được sự phối hợp chặt chẽ của các phòng ban chuyên môn đã rút ngắn thời gian hoàn thiện thủ tục tách sổ đỏ từ 15 ngày theo quy định xuống còn 5 ngày. Phối hợp với Ủy ban nhân dân các cấp xã, phối hợp với phòng đăng ký đất đai để làm nhanh, để tiến độ nhanh và tháo gỡ những khó khăn vướng mắc cho bà con để các bà con có cái sổ được nhận cái sổ mới và đủ điều kiện để làm nhà trong năm 2024. Cùng với kinh phí hỗ trợ xây nhà, việc hướng dẫn hỗ trợ người dân gặp khó khăn về đất ở được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đảm bảo cho các hộ nghèo có đủ đất ở, tạo điều kiện tiếp cận vốn vay ưu đãi từ các chính sách, qua đó giúp giảm nghèo bền vững.